ngủ. Dạ con xin chào cô chú, hôm nay trở lại kênh Bonsai Cần Thơ thì con xin phép giao lưu giống mai là Đại Lộc với lại Cúc Trân Châu ạ. Dạ số điện thoại của con là 0968151439 và cũng là số Zalo của con luôn. Đầu tiên con xin phép giao lưu này là cặp Đại Lộc. Mình gốc cái này là 67 ạ. À. Chiều cao là 40 đến 50. Tán ngang cũng vậy luôn. Xin nụ luôn. Dạ cặp này là con xin phép giao lưu là 300 ngàn một cặp. Còn hai cặp là con bao phí vận chuyển ạ. À. Một cặp là con gửi hàng nhưng mà hai cặp là con mới bao phí vận chuyển nha. Rồi, xin phép đổi cây. Đây là Cúc Trân Châu. Số 2 H và Cúc Trân Châu. Cái này hình gốc cũng tầm 67 luôn. Chiều cao là 40 đến 50. Này là được 60. Mã số 2 H này cũng là Cúc Trân Châu luôn ạ, 300 ngàn. Hai cặp là con bao phí ship, một cặp là con vật cửi hàng nhưng con không bao phí ship ạ. Lúc nụ này mình chơi Tết được luôn này nha cô chú. Đợi có nhiều đó. Mã số 3 H. Chiều cao là 51. Chiều cao là 48. Cây này là cây Đại Lộc. Cây này là cây Cúc Trân Châu. Cái này con có quấn đế hết rồi. Cái này cũng 300 ngàn luôn ạ. Nhà 3H. Tiếp theo là mã số 4H. Cái này cái này đâu? Nút ngọt nha. Này chiều cao chắc tầm 60. Cái này là 60. Cái này là 54. Hoành gốc là cũng tầm 67. Tán ngang là 40 đến 50. Cái này quấn để ghế hết nè. Cái nào lúc nổ cũng đặt kẹo hết. Vậy rồi, mã số 4H này cũng 300 ngàn nha cô chú. Gấp đổi cây ạ. Số 5H. Chiều cao này được 52. Tán ngang là 45. Chiều cao này là 42. Tán ngang này là 38. Hình góc cái này được 9. Cái này chắc tầm 67.
rồi, cặp này 5H này cũng 300.000 ạ. Đây là hai cặp con mới 3 phí ship nha cô chú. Một cặp là con gửi hàng nhưng hai cặp con mới 3 phí ship ạ. Này mã số 6. Này là hai cái chân trâu. Số 6H. Chiều cao này là được 57. Chiều cao này được 69. Tán ngang này là 53. Tán ngang này là 38. Hình góc thì tầm 67 cái này. Góc này được 6. Hôm nay chắc cũng vậy luôn. Cũng 67. Bốn đá hết rồi. Nhấp nụ đặt kẹo cho cô chú mình chơi Tết luôn đó. Cái này cũng là 300.000 luôn ạ. Mã số 6H là 300.000 luôn ạ. Hai cây cúc trân châu. Dạ, nó cây. Hai cây cúc trân châu luôn. 7H. Chiều cao này là 60. Chiều cao này là 57. Tán ngang là 45. Tán ngang bên này là 47. Này đế quấn là nụ cũng đặt kẹo nè. Cái nào cũng vậy. 300.000 cho mã số 7H này luôn ạ. Nhấp nụ. Chiều cao này là 44. Chiều cao bên này là 61. Tán ngang là 40. Tán ngang bên này cũng là 40 luôn. Nhìn đấy. 867. Cái này cũng 300.000 luôn ạ, mã số 8H. Đổi cây. Số 9. Nhấp cái này nè. 8. Chiều cao là 64. Chiều cao bên này là 52. Tán ngang là 45. Tán ngang này là 35. Số 9H. Cúc chân châu luôn. 300.000 cho mã số 9H này luôn ạ. Cặp cúc chân châu luôn nha. Xếp rõ cây. Mã số 10H. Nút nụ 55 là chiều cao. Bên này là 54. Tán ngang là 48. Tán ngang bên này là 35. Đế quá.
Rồi, một cặp là 300 ngàn. Con không bao phí xếp, nhưng mà hai cặp là con sẽ bao phí xếp ạ. Rồi, đổi cây luôn. Số 11 H. Chiều cao là 45. Chiều cao này là 47. Tay ngang là 47. Tay ngang bên này là 33. Cái này cũng hai cây cúc trân châu luôn. Cũng 300 ngàn luôn. Cúc nụ này mình chơi tết thoải mái luôn nha cô chú. Rồi, xin phép đổi cặp luôn. Số 12 H. Chiều cao này là 54. Tay ngang là 44. Đây là giả hút đất. Chiều cao là 49. Tay ngang là 44. Khi nào cũng nút nụ nhiều hết. 12H này cũng 300 ngàn luôn ạ. Đồng giá. Dạ, cô chú có ý cây nào thì liên hệ con qua số điện thoại là 0968151439 ạ. À. Cũng là số Zalo của con luôn nha cô chú. Thế là 13, 12. Ba. Mấy cúc trân châu. Chiều cao là 51. Chiều cao bên này là 57. Tay ngang 36. Tay ngang là 41. Nút nụ đế rồi. Ok. 300 ngàn thôi. Cái này mình để như bạn uống nước là đẹp nha cô chú. Nước nổ quá trời luôn. Cái này cũng đều. Cái này cũng đều. Rồi, 300 ngàn luôn ạ. 13H. Cúc trân châu. Số 14H. Chiều cao là 56. Tay ngang là 46. Chiều cao này là 63. Tay ngang là 42. 14H. Cái nào cặp nào lúc nào cũng đặt kiểu hết. Rồi, 300 ngàn luôn ạ. Hai cặp là con sẽ bao phí ship cho cô chú mình luôn nha. Không luôn. Mười bốn H. Dạ 300 ngàn ạ. 15 H cũng là cúc trân châu. Chiều cao là 56. Tay ngang là 42.
chiều cao là 58, cái ngang là 43. Muốn để 300.000 thôi mà đế cũng đẹp, nụ cũng đặc kiểu nữa cô chú mình. Thế mình để bàn uống nước là đẹp luôn nha cô chú. Có 300.000 thôi ạ. Dạ. Mã số 15H 300.000 luôn. 16H. Chiều cao là 51, tay ngang là 51 luôn. Chiều cao này là 46, tay ngang là 43. Này cũng 300.000 luôn ạ. Mã số 16H. Nút nụ đặc kẹo luôn. Dạ rồi. Mười bảy h chiều cao là 59, tay ngang là 35, chiều cao là 56, tay ngang là 35 luôn. Để cúc chân trâu luôn. Hành gốc là 67 ạ. Cái nào cũng vậy. 300.000 luôn. Một cặp con gửi hàng là hai cặp và con bao phí ship. 7. Chiều cao là 60, tay ngang là 45, chiều cao 35, tay ngang 40. Này hình góc 67 ạ. Đúc nụ đặc kẹo luôn. 18H là 300.000 luôn nha cô chú. Con xếp ở cây ạ. 8H 300.000 luôn. 19H. Chiều cao là 53, tay ngang cũng 35, chiều cao là 58, tay ngang 32. Mình dốc tầm 67. Ba trăm ngàn luôn. Cây để lập một cây chân trâu. 9H. Này 20H cũng là cái cặp cuối clip của con luôn ạ. Này hai cây chân trâu. Hình gốc cái này là tầm 67. Chiều cao này là 55. Tay ngang là 39. Này chiều cao là 57. Tay ngang là 36 ạ. Và 300.000 luôn ạ. Hai cặp là con sẽ bao phí ship cho cô chú mình nha. Rồi 20H rồi. Cái cặp con xin kết thúc cái clip của con luôn ạ.
Cô lớp con xin chúc cô chú mình xem clip vui vẻ và chọn được cái ưng ý, liên hệ con qua số điện thoại là 0968151439 ạ. Dạ con xin chào cô chú.